Vâng, chào anh chị và các bạn nhé. Thì ngày hôm nay phải nói là tràn ngập những mẫu xe quốc dân cho quý anh chị, và đặc biệt thêm nữa thì chỉ với 20-30 triệu thôi. Đó là anh chị đã sở hữu được một cái mẫu xe rồi nhé. Và đặc biệt thì ngày hôm nay thì em Trung cũng chỉ có đi cập nhật và báo giá những cái mẫu xe trên cửa hàng. Thì anh chị quan tâm mẫu xe nào thì alo cho em Trung. Và đặc biệt thêm đây nữa thì quý anh chị, em nó sản xuất năm 2022 quý anh chị nhé. Và giá bán cho quý anh chị chỉ với 80 triệu, và đặc biệt thêm nữa là anh chị chỉ cần bỏ ra 280 triệu, và thêm nữa là chỉ với 300 triệu em Trung sẽ hỗ trợ bành cho quý anh chị nha. Thì ngày hôm nay thì anh chị đã thấy trên cửa hàng của em Trung thì phải nói là tràn ngập những mẫu xe. Đây thì phải nói là gọi là một cái bãi đồng nát quý anh chị nha. Thì em Trung gọi ngày hôm nay thì phải nói là gọi là một cái bãi đồng nát phế liệu lớn quý anh chị. Đấy, tràn ngập cho quý anh chị chỉ với 230 triệu thôi. Đó là anh chị đã sở hữu được một cái mẫu xe rồi. Và đặc biệt thêm nữa là ngày hôm nay em Trung sẽ giảm giá sốc cho quý anh chị lên đến 50 triệu nha. Đây thì phải nói là tràn ngập mẫu xe. Thì anh chị quan tâm mẫu xe nào ngày hôm nay thì alo cho em Trung. Em Trung sẽ đi lướt sơ một vòng, và tất cả cái thì phải nói là chỉ có báo giá thôi, chứ bây giờ mà để mà quay chi tiết tổng thể từng em một thì phải nói là rất mất thời gian của quý anh chị. Thì anh chị quan tâm mẫu xe nào ngày hôm nay thì chụp hình lại gửi qua Zalo cho em Trung. Đó phải nói là khá nhiều sự lựa chọn cho quý anh chị. Đây, phải nói tràn ngập luôn 5 chỗ 7 chỗ, gọi là kính thưa các thể loại cho quý anh chị. Thank you.
để anh chị chờ lâu. Và một mẫu xe em nó là xăng dòng quý chị nha, em nó là hai cầu quý anh chị, số tự động nha, dàn vỏ vừa mới và tất cả cái thì vừa rồi bán cho quý anh chị chỉ với 180 triệu, nhưng ngày hôm nay giảm cho quý anh chị 10 triệu còn 170 củ khoai quý anh chị nha. Nên phải nói là ngày hôm nay tràn ngập những mẫu xe cho cửa quý anh chị, và đặc biệt thêm nữa là giảm giá cực sốc, có những xe em chung giảm giá lên đến 50 triệu cho quý anh chị. Thì anh chị đón xem hết video ngày hôm nay đây quý anh chị. Và đây thì ngày hôm nay thì anh chị đã thấy em chung đang về một cái mẫu xe tải Taco K165 nha quý anh chị nha. Em nó sinh năm 2017, đăng ký 2018 quý anh chị, rất đẹp luôn. Đấy, đăng kiểm thì tháng 1 năm 2024 quý anh chị nha. Rất yêu cho quý anh chị, em nó là thùng mui bạt cho quý anh chị nha. Phải nói rất đẹp. Đấy, anh chị quan tâm mẫu xe nào thì alo chăm chung, và đặc biệt thêm nó chỉ với 270 triệu, 275 triệu nha quý anh chị nha. Và đây thì đằng bên đây thì anh chị đã thấy còn một cái mẫu xe bán tải, một anh Tây đó, to cao đẹp trai đang đứng tại đây quý anh chị, em nó là UWAT quý anh chị nha. Nên là phải nói là riêng xe này thì anh chị cũng cần suy nghĩ rồi, máy dầu khóa cửa mất tiêu rồi quý anh chị. Và được cái là to cao đẹp trai quý anh chị, máy dầu hai cầu đời 2016, đời cao chót vót luôn quý anh chị nha. Biển số rất đẹp 3456. Phải nói là em nó thì máy chỉ có 2.0 thôi, thì riêng xe này thì phải nói là chạy phải nói là siêu tiết kiệm và bền bỉ cho quý anh chị. Và giá bán cho quý anh chị chỉ với 300 triệu nha. Và đây thì ngày hôm nay phải nói là tràn ngập những mẫu xe cho quý anh chị, đặc biệt cực hot cho quý anh chị. Một mẫu xe đằng ngoài kia quý anh chị thấy không? Màu đen không hợp, giảm giá lên đến 50 triệu cho quý anh chị. Đây thì ngày hôm nay một mẫu xe màu đỏ chứng tỏ lòng ăn. Đây quý anh chị, màu đỏ chứng tỏ lòng ăn luôn. Đấy, tình yêu ta đến rồi lại bay xa quý anh chị. Một mẫu xe Kizone nhập khẩu 2007 quý anh chị nha. Riêng xe này thì em nó thì vừa mới đăng kiểm. Đặc biệt thêm nữa thì vô trong cái phần nội thất của em nó thì phải nói là bầu trời công nghệ là quý anh chị, full rồi. Tất cả một cái tích hợp xi nhan, tích hợp vô lăng này, số tự động này, máy dầu hai cầu quý anh chị, rất yêu cho quý anh chị. Tất cả mọi chức năng, nhớ ghế, sưởi ghế đầy đủ quý anh chị. Ghế chỉnh điện luôn quý anh chị nha. Lóc cửa anh chị nhìn thấy yêu chưa? Yêu từ cái ngày ấy. Đặc biệt thêm nữa là phải nói là giá rẻ nhất thị trường luôn quý anh chị, chỉ với 265 triệu cho quý anh chị một mẫu xe. Đó, em nó là hai cầu quý anh chị, nhập khẩu Hàn Quốc. Em nó sinh năm 2007, Kizone, đó, xăng dòng quý anh chị nha. Thì phải nói là rất nhiều sự lựa chọn cho quý anh chị ngày hôm nay, quý anh chị tràn ngập luôn. Và đặc biệt thêm quý anh chị, và đây thì ngày hôm nay thì anh chị cho cái mẫu xe tải Ben này, đó, em nó là Suzuki, cho giá bán bao nhiêu hợp lý, alo châm chung, lỗ bao nhiêu cũng bán quý anh chị. Đây, em nó sinh năm 2010 quý anh chị nha, đăng kiểm vừa khám, vỏ lốp đẹp. Anh chị mua cái xe này về chỉ việc sử dụng, chỉ việc đi, không cần phải làm bất cứ thứ gì. Và đây nữa thì còn một cái dàn cái mẫu xe tập chạy tập lái cho quý anh chị, một em Nissan Bluebird quý anh chị nha, thương hiệu Nhật. Dàn vỏ thì em nó cũng vừa mới được thay và đăng kiểm mới quý anh chị nha. Giá rất yêu thương luôn, chỉ với 35 triệu cho quý anh chị. Đặc biệt quý anh chị được cái nội thất thì anh chị cũng cần suy nghĩ rồi. Riêng xe này thì anh chị đã thấy được cái là phải nói là rất đẹp quý anh chị nha. Chỉ với 35 triệu thôi là anh chị đã sở hữu được một cái mẫu xe. Và đây thì đằng bên đây thì anh chị đã thấy đang còn một mẫu xe thương hiệu cũng đến từ nhà Nhật Bản, Honda Accord quý anh chị nha. Đây, thương hiệu Honda Accord, 4 số 1 chủ từ đầu quý anh chị, 49X 1 chủ từ đầu. Ngày xưa để sở hữu em nó thì phải nói là cả một cái vấn đề luôn quý anh chị nha. Đây thì anh chị đã thấy được cái là form dáng cũng rất là dễ yêu, thể thao quý anh chị. Đây, phải nói là thì đây anh chị đã thấy em nó là mắt nhắm mắt mở nha quý anh chị. 4 số 1 chủ từ đầu, và đặc biệt thêm nữa chỉ với 20 triệu thôi là anh chị đã sở hữu được một mẫu xe rồi. Đây quý anh chị phải nói là ngày hôm nay cũng khá là nhiều và tràn ngập cho quý anh chị. Và đây nữa thì anh chị đã thấy gọi là ngày hôm nay khá là nhiều. Một mẫu xe em nó là em này là Toyota Camry quý anh chị nha. Đây quý anh chị, biển số Lâm Đồng. Tất cả cái rất yêu được cái là riêng cái dòng này thì nó thuộc cái diện nồi đồng cối đá quý anh chị này. À, dàn vỏ rất đẹp. Và thêm cái nữa quý anh chị, đăng kiểm vừa khám, xe này anh chị mua về chỉ việc sử dụng, chỉ việc đi, không cần phải làm bất cứ thứ gì quý anh chị. Beo em nó còn đang chạy luôn nhá. Beo còn đang chạy quý anh chị. Rất yêu thương cho quý anh chị. Và đặc biệt thêm nữa quý anh chị, riêng cái dòng này thì chạy phá nó không hư được quý anh chị. Lên mọi vấn đề, không? Phải nói là rẻ nhất thị trường, chỉ với 50 triệu anh chị đã sở hữu được một mẫu xe. Và đặc biệt thêm đây nữa thì ngày hôm nay thì anh chị đã thấy gọi là tràn ngập những cái mẫu xe em Trung đã gọi là cái bãi đồng nát phế liệu cho quý anh chị, lớn quý anh chị nha. Đây quý anh chị, tràn ngập luôn. Đấy quý anh chị, bán phế liệu cho quý anh chị luôn. Đây, và ngày hôm nay quý anh chị lại một siêu phẩm
Toyota Land Cruiser Prado quý anh chị. Em nó là 206 nhập khẩu, nhập Nhật cho quý anh chị nha. Đây. Land Cruiser Prado. Đó quý anh chị, XLT 2 cầu 3.0 quý anh chị. Đây có quý anh chị. Nội thất của em nó quý anh chị này, trần em nó đang còn trần da lộn quý anh chị nhá. Thì phải nói là rất yêu cho quý anh chị thì cái xe này anh chị về mà quan tâm và đam mê sở hữu em nó. Lên giá luôn cho quý anh chị luôn, lên giá luôn quý anh chị. Ngày hôm nay không cần phải nói nhiều nữa quý anh chị nha, lên giá luôn quý anh chị, phải nói rất yêu. Anh chị nào thật sự đam mê, alo cho em trong cái mẫu xe này quý anh chị nha. Tất cả cái keo chỉ không mất phần nào. Đặc biệt quý anh chị, tiếp tục quý anh chị vô trong cái phần nội thất này. Đây quý anh chị này, rất yêu chưa, phải rất đẹp cho quý anh chị. Ghế chỉnh điện hai bên luôn nhá. Cái hàng này em trông gọi là cái hàng hiếm, hàng độc khó tìm quý anh chị. Cửa sổ trời, đó quý anh chị nha. Phải nói là rất yêu cho quý anh chị, đặc biệt to cao đẹp trai cái hàng này. Ngày xưa bản thân em nó quý anh chị nha, là xe gọi là nó nhập nguyên cục nguyên con từ ngày ấy về quý anh chị. Thì đặc biệt thêm nữa là cái dòng này nó thuộc cái diện là hàng hiếm khó tìm quý anh chị. Nhiều khi quý anh chị bỏ tiền kế có tiền, nhưng em chung dám cam kết quý anh chị không có để mà mua đâu quý anh chị nhá. Em nó là Toyota Land Cruiser Prado máy dầu 2 cầu 3.0 nha quý anh chị nha. Giá chỉ với bán cho quý anh chị với giá rất yêu thương. Anh chị nào thật sự đam mê 700 triệu cho quý anh chị nhá. Nếu mà thật sự đam mê thì alo. Chứ mất công là nhiều khi anh chị hỏi em chung là tại sao cái xe nó đời thấp vậy mà bán cái giá nó cao vậy, nặng thà đi mua xe mới đời cao hơn quý anh chị nhá. Nên những câu chuyện đó thì cái hàng này nó là hàng độc, hàng hiếm đó anh chị. Nếu anh chị nào thật sự đam mê, alo cho em chung. Cái xe này đang để chơi quý anh chị. Và tiếp tục đây thì quý anh chị, một cái mẫu xe Corando em của mẹ G63 quý anh chị nha. Dàn vỏ em nó quý anh chị này. Đây quý anh chị này. Thì nhiều chị hỏi em chung là cái xe này tại sao mà bán cao vậy, mắc vậy quý anh chị. Em nó sinh năm 2004 hết đời quý anh chị nha. Em nó sinh năm 2004 hết đời. Và đặc biệt thêm nữa thì tại vì nguyên cái đồ chơi của em nó bây giờ quý anh chị thử bỏ ra bây giờ cỡ khoảng 200 triệu. Anh chị đi mua cái xe gì về đi, đúng không? Về chơi. Nội đồ chơi không hết cả trăm củ, gần trăm củ quý anh chị nha. Dàn vỏ này, lốp này, rất mới. Cụm đèn quý anh chị nha. Đó, lên bi tất cả cái rất đẹp cho quý anh chị. Máy thì thầm một xuân, lên cửa hàng em chung bán xe cho quý anh chị. Bao quay đầu có bảo hành. Và đặc biệt thêm nữa thì những cái mẫu xe này anh chị thử nghĩ coi. Em chung bán ra cho quý anh chị. Bảo hành này. Bao quay đầu 10% quý anh chị thử nghĩ coi. Cuối cùng anh chị quay đầu lại có mắc hay là rẻ, đúng không? Nên là nhiều khi mình cũng phải suy nghĩ thêm một chút xíu. Em nó là 204 nha quý anh chị nha. Đó thì cái mẫu này thì anh chị quan tâm mẫu này thì alo cho em chung. Một mẫu xe Corando máy mệt nha quý anh chị nha. Số tự động 2 cầu máy dầu, rất yêu thương luôn. Chỉ với 200 củ khoai cho quý anh chị. Thì anh chị cần video chi tiết xe nào đó thì alo cho em chung nhá. Chụp màn hình cái xe đó gửi qua Zalo. Và đặc biệt thêm nữa, thì ngày hôm nay thì phải nói là em chung tránh làm mất thời gian của quý anh chị thì chỉ có đi lướt sơ một vòng thôi quý anh chị nha. Đây và ngày hôm nay quý anh chị lại gọi là một siêu phẩm quý anh chị, 2 cầu em Mitsubishi Prado quý anh chị nha. Riêng dòng này thì phải nói là nó gọi là đẹp rồi quý anh chị. Nước sơn zin quý anh chị. Táp bi rất mới luôn. Zin nha quý anh chị nha. Anh chị làm lại nó không thể nào nó còn zin được như này. Ổ khóa này, nào. Vàng ươm luôn, keo chỉ tất cả cái không mất phần nào. Và đặc biệt thêm nữa quý anh chị, cái xe này nó thuộc cái diện hàng độc mà. Nên là nhiều khi em chung phải nói là thích siêu tầm những cái lằng khoằng. Đây, lằng khoằng và cù nhằng. Đây, quý anh chị này, tem mạc. Phải nói là yêu. Rất đẹp cho quý anh chị một mẫu xe Mitsubishi Prado 2 cầu quý anh chị nha. 3.0 V6. Thì xe này anh chị mà đi có mảnh vườn hoặc về đi đồi núi của em nói, em chung phải nói là chất. Cực yêu cho quý anh chị. Và đặc biệt thêm nữa, giá bán cho quý anh chị chỉ với 175 củ nha. Nên là những anh chị nào cần quan tâm mẫu xe nào ngày hôm nay mà muốn bớt, muốn giảm giá, muốn hạ giá, alo cho em chung. Đó. Số điện thoại của em chung tôi để trên phần tiêu đề và mô tả. Và nói là ngày hôm nay tràn ngập những mẫu xe cho quý anh chị. Đó quý anh chị, chút xíu em chung sẽ giảm giá 50 củ cho quý anh chị một em màu đen thui quý anh chị nhá. Đây thì vào ngày hôm nay thì em chung báo luôn, đây là một mẫu xe Mazda CX-5 quý anh chị, 2018 2.5 full quý anh chị nhá. Xe này một chủ từ đầu quý anh chị, rất đẹp, form mới, mẫu mới quý anh chị. Em nó được trang bị cái bộ mâm rất yêu chưa. Đó, cái bộ mâm này hết mấy chục triệu rồi, 30 mấy triệu quý anh chị. Bỏ vô chơi đây nhá quý anh chị nhá. Anh chị mua cái xe này thì em chung tháo cái bộ mâm này ra, trả lại cái bộ mâm đin quý anh chị này, rất đẹp nhá. Đặc biệt thêm nữa cái dòng Mazda này thì phải nói là nó bầu trời công nghệ, full gọi là full được quý anh chị nhá. Đó, một mẫu xe SUV 5 chỗ ngồi gầm cao quý anh chị nhá. Biển số Lâm Đồng quý anh chị, rất đẹp cho quý anh chị. Giá bán cho quý anh chị chỉ với 630 triệu.
Đây, và ngày hôm nay thì anh chị đã thấy em Trung đang về còn một cái mẫu xe Toyota Fortuner nồi đồng cối đá của anh chị nhá. Chạy phá khó hư đúng không quý anh chị? Rất đẹp, và đặc biệt thêm nữa, xe này em Trung đã có video chi tiết của quý anh chị nhá. Dàn vỏ của quý anh chị mới nha. Mâm nha, giảm ngay 10 triệu cho quý anh chị. Đây, đăng kiểm hết tháng 4 năm 2023, em Trung bao đăng kiểm cho quý anh chị riêng dòng Toyota nồi đồng cối đá thương hiệu quý anh chị nha. Phải nói như những cái dòng này thì phải nói là bền lành quý anh chị. Việt Nam chúng ta là phải xe máy là phải Honda, còn ô tô là phải Toyota quý anh chị nha. Đây, dàn vỏ Michelin rất đẹp cho quý anh chị. Tiếp tục quý anh chị vô phần nội thất của em, tại vì thật sự là phải nói là cái xe này nó bụi thôi quý anh chị nha. Trang bị màn hình Android này, cam hành trình, nói chung đầy đủ các kiểu cho thể loại cho quý anh chị. Anh chị theo nhìn cái nước sơn của em, nó chỉ có bụi thôi nhưng phải nói là rất đẹp quý anh chị. Mỏng ten luôn, không có cái chuyện ma tít nha quý anh chị nha. Không lỗi nha quý anh chị. Nên bởi vậy anh chị quan tâm mẫu xe nào ngày hôm nay thì alo cho em Trung. Đặc biệt thêm nữa, anh chị cần giảm giá hỗ trợ nếu trong tỉnh Lâm Đồng này, nếu mà lăn quăn trong tỉnh Lâm Đồng này, em Trung có hỗ trợ cho quý anh chị nha. Nên mọi vấn đề anh chị không cần phải suy nghĩ. Và đây nữa thì quý anh chị, đằng bên đây thì em Trung đang còn một mẫu xe nhỏ gọn xinh xắn một mẫu xe Kia Morning quý anh chị nhá. Em nó là sản xuất 2011, em Trung đang cho em nó vô để làm đẹp, đăng kiểm cũng vừa mới khám quý anh chị nhá. Em nó được lên cái bộ đèn bi rất yêu luôn. Đấy. Đăng kiểm xe này thì khám cả năm quý anh chị, biển số Lâm Đồng ngay chủ ủy quyền. Và đặc biệt thêm nữa, đã nói Kia Morning thì thuộc cái diện là nhỏ bé xinh xinh, nhưng mà phải nói là chạy phá nó khó hư, không bao giờ hỏng vặt quý anh chị. Và đặc biệt giá cực yêu và cực rẻ cho quý anh chị, chỉ với 100 triệu thôi quý anh chị nhá. Có thể nói là ngày hôm nay phải nói là tràn ngập những mẫu xe cho quý anh chị rất nhiều. Và đây quý anh chị, ngày hôm nay thì anh chị đã thấy đang ở đây đang còn một cái mẫu xe chỉ với 20 triệu thôi, một em Dagusilo quý anh chị nhá, biển số Lâm Đồng luôn quý anh chị này. Đây, biển số 49A Lâm Đồng luôn. Đăng kiểm xe này thì cũng vừa hết. Thì anh chị quan tâm mẫu xe này thì tập chạy tập lái thì alo cho em Trung, chỉ với 20 triệu thôi quý anh chị nhá. Đây là phải nói là ngày hôm nay tràn ngập những mẫu xe cho quý anh chị. Tràn ngập chưa, yêu thương chưa? Và đây, trở lại tới cái câu chuyện ngày hôm nay thì anh chị đã thấy, phải nói là cái bãi phế liệu hiện tại bây giờ là lớn nhất Lâm Đồng rồi quý anh chị. Nếu mà trong cái tỉnh Lâm Đồng, nếu mà cái bãi phế liệu thì phải nói là lớn nhất trong tỉnh Lâm Đồng ngày hôm nay quý anh chị nhá. Phải nói là tràn ngập chưa. Và đây nữa thì em Trung lại giới thiệu cho quý anh chị một mẫu xe Hyundai i10. Em nó là sản xuất 2020 nhá quý anh chị nhá. Số sàn phải nói là giá cực rẻ và siêu rẻ cho quý anh chị này. Chỉ với 280 triệu quý anh chị. Em nó lên cái đèn bi rất yêu luôn. Đó, phải nói là xe này rất đẹp nha quý anh chị. Gia chủ xài rất kỹ, và đặc biệt thêm nữa quý anh chị, xin gặp xin nhan gương này. Và đằng trong đây thì anh chị đã vô thẳng cái phần nội thất của em nó. Đây, màn hình Android này, tất cả mọi cái đều đầy đủ cho quý anh chị. Màn hình giải trí nha quý anh chị nha, có sub nghe nhạc đồ đầy đủ cho quý anh chị. Anh chị đã nhìn này, được cái gia chủ xài rất kỹ chưa? Dán carbon hết từ tất cả táp lô, táp bi, chống chảy quý anh chị, carbon hết quý anh chị này. Phải nói rất yêu chưa? À, keo chỉ tất cả cái. Riêng xe này nó 2020 thì phải nói là như một cái xe mới rồi. Lên mọi vấn đề anh chị không cần suy nghĩ này. Tất cả cái yêu chưa? Này quý anh chị này. Đấy, nội thất tất cả cái rất đẹp nha quý anh chị. Vô lăng trần em nó lên bộ trần 5D, và đặc biệt 2020 mà phải nói là giá ơi là giá, siêu rẻ và cực rẻ cho quý anh chị, chỉ với 280 triệu quý anh chị. À, một mẫu xe Hyundai i10 1.2 nha quý anh chị nha. Bốn máy quý anh chị này. Mâm của em nó này, yêu chưa? Đó, anh trai anh sơ chơi cái màu xanh đọt chuối rất là nổi của anh chị nha. Vỏ lốp khá đẹp đó. Thế ngày hôm nay thì nó phải nói là anh chị quan tâm mẫu xe nào thì alo cho em Trung. 280 triệu cho quý anh chị một mẫu xe Hyundai i10 quý anh chị. Và đây nữa thì anh chị đã thấy đang còn một cái mẫu xe Vivan 7 chỗ ngồi, và giá lại siêu hấp dẫn, siêu thương cho quý anh chị. Vivan quý anh chị nha. Camje này, đấy Vivan, tất cả một cái em nó số tự động quý anh chị này. Sơn zin hầu như cả con, máy móc chưa đụng tất cả cái gì hết quý anh chị. Tiếp tục quý anh chị vô trong cái phần nội thất của em nó thì anh chị đã thấy số tự động nha quý anh chị nha. Vô lăng rất đẹp này. Đây quý anh chị, màn hình Android này, cam hành trình. Xe này thì anh chị không cần phải suy nghĩ rồi. Phải nói được cái gia chủ xài rất kỹ quý anh chị, nhìn từ những cái tabi này. Vân gai tất cả rất mới quý anh chị này, từ những cái keo chỉ rất mới. Sơn zin hầu như còn khá nhiều, được cái gia chủ quý anh chị nha. Đời này thôi nhưng quý anh chị nha, phải nói là gia chủ xài rất kỹ, không đã dán một cái lớp băng keo chống chảy quý anh chị này. Đấy, anh chị lột cái này ra, không được cái gia chủ xài rất là kỹ luôn. Rất đẹp cho quý anh chị một mẫu xe Vivan 7 chỗ ngồi. Số tự động quý anh chị. Em nó sinh năm 2008, 4 số, 1 chủ
từ đầu luôn. Và đặc biệt thêm nữa thì xe này anh chị về Sài Gòn, Hà Nội thì không tốn tiền biển nhá. Đăng kiểm vừa khám vỏ lốp đẹp và giá chỉ với 180 triệu. Đây quý anh chị, thì vài ngày phải nói là ngày hôm nay quý anh chị này, đây, một mẫu xe em nó là Ford Escape quý anh chị này. Nên anh chị nào quan tâm và đam mê em nó thì sở hữu em nó thì alo cho em chung một mẫu xe. Phải nói là riêng hàng này thì chỉ có cơ quan nhà nước mới phải nói là mới được đẹp như vậy quý anh chị nhé. Sơn zin còn hầu như cả xe. Và đặc biệt quý anh chị, cái xe đẹp hay không quý anh chị này, nhìn từ những lồng vè này, hạt mè đang còn nguyên zin nhá, chưa sơn thì hầu như những cái ốp này thì hầu như là những cái xe người ta đã sơn hết rồi. Nhưng bây giờ quý anh chị đang còn nguyên hết quý anh chị. Nội thất quý anh chị, vô phần nội thất của em nó đang còn bộ nỉ mới chưa, yêu chưa. Vô lăng này, màn hình này quý anh chị, nói chung là phải nói là đại loại riêng xe này thì anh chị không cần phải suy nghĩ về em nó rồi, chất như được cất luôn. Và đặc biệt thêm nữa, em nó chỉ có máy chỉ có 2.0 thôi quý anh chị nha. Kính chỉnh điện này, hai cầu nữa quý anh chị. Thì riêng xe này thì anh chị không cần phải suy nghĩ đâu, phải nói nó đẹp nhức tắt luôn. Và đặc biệt thêm nữa, riêng xe này thì anh chị đi mọi cái cung đường rồi, nên mọi vấn đề thì anh chị cũng cần phải suy nghĩ từng những cái tem mạc. Đây quý anh chị, ốp này, tất cả cái từ đúc nhựa vẫn đang còn nguyên gì, trong này chỉ có bụi thôi quý anh chị. Nên bởi vậy tại sao mà ngày hôm nay phải nói là tràn ngập những mẫu xe giá cực rẻ và siêu rẻ cho quý anh chị. Đó, một mẫu xe Ford Escape, em nói là sinh năm 2004 như quý anh chị nha. Đó, rất yêu thương cho quý anh chị. Dàn vỏ đẹp và đăng kiểm vừa khám. Và đặc biệt thêm nữa là giá bán cho quý anh chị chỉ với 170 triệu, bớt cho quý anh chị 5 triệu, còn 160 triệu. Và đây thì ngày hôm nay thì anh chị đã thấy rằng em Trung đang còn một mẫu xe Mazda 323 của anh chị, thương hiệu Nhật này, dành cho cô chú anh chị nào mà tay lái yếu. Nếu riêng cái dòng này thì anh chị phá nó cũng khó hư đó. Em nó là bản đủ nha quý anh chị nha. Giá chỉ với 75 triệu thôi quý anh chị, một mẫu xe. Đó quý anh chị nha, tìm đâu ra quý anh chị. Thật sự phải nói là ở ngoài trời đâm ra nó hơi bụi quý anh chị. Em nó là bản đủ này. Đấy. Màn hình Android này, nói chung là tràn ngập đầy đủ cho quý anh chị chứ phải nói là rất rẻ và siêu rẻ. Cực rẻ cho quý anh chị, một mẫu xe Mazda 323 thương hiệu Nhật. Đây, Camry này, nói chung là đại loại xe này thì anh chị cũng cần suy nghĩ đâu. Đó. Giá chỉ với 75 củ. Đấy quý anh chị, thì vào ngày hôm nay thì anh chị đã thấy tràn ngập những mẫu xe trên cửa hàng của em Trung. Phải nói là một bãi xe đồng nát phế liệu quý anh chị, lớn nhất rồi quý anh chị nha. Nên bởi vậy tại sao mà ngày hôm nay quý anh chị tiếp tục đây nữa thì lại một mẫu xe BMW 318i quý anh chị nha. Em nó sinh năm 2003, phải nói là thương hiệu Đức quý anh chị, yêu chưa, rất đẹp luôn. Giá cực kỳ là yêu thương cho quý anh chị, chỉ với 165 triệu từ ngày hôm nay. Thì anh chị quan tâm mẫu xe nào cần video chi tiết nhá quý anh chị. Và đây nữa thì anh chị đã thấy tất cả một cái phải nói là rất đẹp quý anh chị, thương hiệu lỗ mũi rất to quý anh chị, nhập biển số Lâm Đồng, phải nói là cực kỳ đáng yêu. Và đây quý anh chị trở lại với câu chuyện ngày hôm nay, một mẫu xe siêu xe quý anh chị, quanh năm lộc phát. Đấy, quanh năm luôn chứ không cần phải một ngày quý anh chị nha. Em nó trang bị phải nói là khá là nhiều gọi là option quý anh chị. Đây là một mẫu xe Hyundai Glassic quý anh chị nha, xe thể thao quý anh chị, hai cửa quý anh chị, dành cho cô chú anh chị nào đam mê, chẳng hạn như mình về mình chạy dịch vụ đám cưới cũng rất là ok luôn. Máy em nó là 2.0 turbo quý anh chị nhá. Anh chị nhìn được, vô lăng carbon tất cả cái này. Đây quý anh chị, rất yêu cho quý anh chị. Và đặc biệt thêm nữa quý anh chị nhá, cửa sổ trời em nó là bản đủ nha quý anh chị nhá. Đây quý anh chị, bản đủ này em có cửa sổ trời này, lẽ số vô lăng tất cả cái đều đầy đủ cho quý anh chị. Và đặc biệt thêm nữa quý anh chị, con heo Rimbo đấy, nổi tiếng cả thế giới rồi. Đó quý anh chị, dành cho anh chị nào mà chẳng hạn cái xe này hầu như là dành cho những anh chị mà chạy đua quý anh chị. Rít. Đó anh chị, lên bởi và cái độ an toàn của em nó phải nói rất ê luôn quý anh chị. Đấy, Hyundai Glassic nhá, Cooper quý anh chị, xe thể thao quý anh chị nhá, 2.0 turbo. Và đặc biệt thêm nữa, giá bán cho quý anh chị ngày hôm nay nổ giá, nổ giá, nổ giá 400 nha quý anh chị nhá. Nên là anh chị quan tâm mẫu xe này thì alo cho em Trung. Đấy, quanh năm lộc phát đây, 1 năm lộc phát quý anh chị nhá. Nhưng em Trung ở đây là quanh năm lộc phát quý anh chị, rất yêu thương chưa. Lên bởi vậy ngày hôm nay phải nói có những xe em Trung đã dỡ bớt nhiều cho quý anh chị. Em nó sinh năm 2009 những quý anh chị nhá. Thì ngày hôm nay thì anh chị có quan tâm mẫu xe nào thì alo cho em Trung. Đây phải nói là tràn ngập những xe. Rồi tính bán bao tiền? Đời bao nhiêu? 2008 hả? Bản gì đó? À bản gì hả? Ôi giời, thế giá đó sao mua? Đây và quý anh chị là một mẫu xe Hyundai Accent, em nói là 2022 những quý anh chị nhá. Và đặc biệt thêm nữa thì anh chị đã thấy những cái xe này em vừa rồi em Trung đã có lên video nhiều video chi tiết rồi.
và giá bán cho quý anh chị chỉ với giảm giá 50 triệu cho quý anh chị luôn. Đấy thì quý anh chị đã thấy phải nói là ngày hôm nay trên cửa hàng của em Trung gọi là tràn ngập những mẫu xe quý anh chị. Phải nói là em Trung đã gọi là cái bãi xe phế liệu và lớn nhất tỉnh Lâm Đồng mà quý anh chị nha. Nên bởi vậy tại sao mà ngày hôm nay thì bởi vậy tại sao anh chị quan tâm mẫu xe nào chụp hình lại dùm cho em Trung, tràn ngập những mẫu xe cho quý anh chị. Đó quý anh chị nha. Nên là thôi thì coi cuối video thì em Trung chúc quý anh chị nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống, và hẹn gặp lại quý anh chị những video tiếp theo. Quý anh chị đâu phải nói là tràn ngập chưa, yêu chưa.